Xin chào toàn thể anh em. Mình lại làm review giới thiệu đến anh em một con ma răng 54 anh em ạ. Con này mình mới về tuyển chọn đẹp xuất sắc. Đợt trước mình có một con mình bán rồi anh em nhé. Con này về còn nguyên cả cái tem của siêu thị Nhật này anh em này. Nhưng mà cái tem này nó cũng chả nói được cái gì đâu. Nhưng mà mình về con này còn nguyên tem thì mình để nguyên tem cho anh em nhé. Con này nó cũng đẹp như con trước anh em ạ. Hàng tuyển chọn cực đẹp. Con này thì nó cũng có bát chét thôi anh em ạ. Đây là nguồn này. Đây là cầu loa 1, cầu loa 2 này. Đây là DJ này, tone DJ này. Đây là các núm nút của nó này anh em này. Các cầu chuyển đường ngõ đường vào này. Và đây là volume này. Anh em mình quay rất kỹ. Quay chậm cho anh em nhìn. Mình làm clip review này là anh em tuyệt đối yên tâm nhé. Mình làm rất cẩn thận anh em ạ. Gửi tới anh em những cái sản phẩm là mình phải làm cực kỳ cẩn thận để anh em tin tưởng. Anh em ở gần thì không nói, ở gần đến xem mua hàng thì mở nội thất ra xem ngay. Còn những anh em ở xa thì không mua được hàng. Thế nên mình làm rất cẩn thận anh em. Kênh của mình là kênh bán hàng uy tín nhé. Làm bằng cái tâm để gửi đến anh em những sản phẩm zin xịn đẹp. Anh em nhìn đấy, mình quay hết này, có cái sứt sẹo nào nó lộ hết cả lên. Nắp hồi anh em ạ, góc này bốn góc không có vết sứt sẹo nào đâu anh em, bể lở nó không có. Còn một hồi này gửi bên này anh em nhìn, đi cái thông số đằng sau nha anh em nhé. Anh em nhìn đây là cọc phone này, có mạ đồng này, đây là cọc tiếp đất này, các cái cổng vào này, lưng này không có zoom gì đâu anh em nhé. Hai cầu loa này anh em, cầu A cầu B đánh được hai cầu một lúc. Đây là BM54 đấy anh em. Điện 100V, công suất 200W. Cầu này để cho anh em cắm CD lọc xì vào đây. Đây cầu chì đây anh em này. Đấy là toàn bộ phần đằng sau. Toàn cảnh đằng trước mình quay rồi. Hồi góc cạnh mình cũng quay rồi. Bây giờ xin tôi mời anh em vào nội thất nhé. Mình đã tháo sẵn rồi. Đây nó có bốn con ốc này thôi anh em, bốn ốc đồng này, bốn con ốc đồng của hai cái má bên này thôi. Đây này anh em này, hàng bãi tuyển chọn anh em nhìn này. Đẹp như thế này cơ mà. Đây nó chạy một cái tăng phô này anh em. Con này nói thật với anh em nhé, giá nó bình dân nhưng mà tiếng chất âm của nó hay lắm. Ít con nào mà trong tầm 5 triệu mà vượt qua được nó lắm anh em. Trước mình có một con cũng như này mình bán rồi, cách đây một tuần. Mình cũng bán 5 triệu rồi, nay mình lại về tiếp con nữa. Nó không có, có mình lấy vài con luôn. Đánh loa gì cũng hay anh em. Đấy là tổng thể các cái vỉ nguyên mạch mình quay cho anh em nhìn kỹ nhé. Đấy. Đây nó chạy hai con tụ lọc này, hai con tụ lọc đối xứng nhau là bốn con tụ lọc. Một tăng phô đây. Bốn tụ lọc một tăng phô to.
Và đây này anh em này, bốn con sò xanh ken 2 bit đây này anh em này. Đấy. Anh em nhìn đối xứng nó là đối trước mặt là bốn con sò kích. Hay anh em còn gọi là sò búa cũng được. Bốn sò xanh ken 2 bit nhé anh em nhé. Đấy, anh em nhìn các cái sò của nó chứ. Mình quay sát cho anh em xem này. Cái trắng trắng là keo tản nhiệt của nó đây nha. Con này nó còn một con, nó cũng còn một con sò này nữa nè, không biết sò gì anh em. Đây này, STK của nó này, nó đề chữ STK. Đấy anh em nhìn ra mình quay đây này, cái con này này mình cũng chưa hiểu nó là con sò gì, nhưng mà nó là có thêm một con sò STK nữa anh em. Cầu ra loa này, tản nhiệt này anh em, cái nội thất nó chỉ có thế thôi, máy khô gioăng anh em nhìn, zin xịn, bao zin bao xịn hết cho anh em. Anh em ở xa mua cứ yên tâm, khi đến với Hà Audio Hải Phòng anh em cực kỳ tin tưởng. Thì xin báo giá luôn anh em, con này là đang bán là 5 triệu nhé. Con này nó tuyển đẹp về này, nó zin nguyên bản này là không có nhiều đâu anh em, ít lắm. Mình báo giá cho anh em là giá cạnh tranh trên thị trường. Con này anh em mà mua ngoài đẹp zin xịn này thì cũng phải 5 triệu rưỡi anh em. Nhưng mà đây mình bán 5 triệu thôi. Anh em xem qua cái mặt đằng trước nhé. Rất đẹp không nào anh em. Cho anh em xem cái lắp cái bụng của nó nhé. Anh em xem khung sườn của nó chứ. Con trước vậy cũng đẹp lắm. Con này thì cũng không kém cạnh nhé. Không han gì đâu anh em. Anh em nào kết con này thì alo cho mình nhé. Con này công suất 200W, nó đánh trở kháng được loa từ 4 đến 16 ohm. Đánh hai cặp thì phải 8 đến 16 ohm. Anh em đăng ký rồi cho mình xin nút like này nha anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Số điện thoại mình để tiêu đề tin, anh em cứ kết bạn qua Zalo đúng số đấy. Anh em mình trò chuyện trao đổi. Một lần nữa xin cảm ơn anh em đã đến với kênh của Hà Audio. Xin chào tạm biệt anh em, hẹn anh em ở clip sau.